Xin chào khán giả yêu quý của Taga Channel. Theo tính toán của chuyên gia dân số, tính đến năm 2034, Việt Nam sẽ có khoảng 1,5 triệu đàn ông đứng trước nguy cơ không lấy được vợ. Hội chị em nghe xong tin này chắc là mừng quính lên được đấy chứ? Cũng phải thôi, bởi vì nếu như tại đất nước ta, các nàng luôn được cưng như cưng trứng, được hết anh này đến chàng nọ săn đón, thì tại một đất nước cách Việt Nam hơn 10.000 cây số như Belarus, gái sinh lại phải uýnh nhau đến toác đầu chảy máu, may ra mới giành được một tấm chồng cho bản thân. Tại sao mà lại có cái chuyện lạ đời như vậy? Nhớ theo dõi đến cuối video hôm nay để có được câu trả lời nhá. Những điều bạn chưa biết về đất nước Belarus. Tại sao mà gái sinh phải cạnh tranh quyết liệt để lấy được chồng? Không biết là từ đầu video đến giờ, các bạn có cảm thấy một sự nóng hầm hập ở đâu đây hay không? Chuyện đơn giản là vì quốc gia châu Âu này sở hữu ranh giới sát sườn với hai quốc gia đang lườm nhau rách cả mắt, đó chính là Nga và Ukraine. Theo đó, Belarus có diện tích là 207.595 km², xếp thứ 84 thế giới về kích thước và chỉ bằng 2/3 diện tích của Việt Nam chúng ta. Tuy nhỏ bé hơn là vậy, nhưng Belarus lại có đến 40% đất đai được bao phủ bởi rừng. Đó chính là lý do vì sao nó còn được mệnh danh là lá phổi của châu Âu. Tính ra thì Belarus cũng không phải quá nhỏ bé so với những người bạn cùng chung châu lục của mình. Thậm chí lãnh thổ của nó còn tương đương với cả Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ và Hungary cộng lại. Từ thời cổ đại cho đến thế kỷ thứ 20, vùng đất của Belarus hiện nay từng là thuộc địa của nhiều quốc gia, chịu sự cai trị của các nước như Phổ, Đại Công quốc Litva, Liên bang Ba Lan Litva và trong đó có cả Đế quốc Nga. Phải mãi cho tới sau cuộc cách mạng Nga vào năm 1917, Belarus mới trở thành một trong 15 nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết và đổi tên thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Belarusi. Và phải tới tận năm 1991, Belarus mới tách ra khỏi Liên Xô và rồi tuyên bố độc lập. Nhưng mà vẫn giữ được mối quan hệ về chính trị khá là anh em trên bến dưới thuyền với Nga, chứ không phải như người bạn Ukraine. Không chỉ có như vậy, vào ngày 8 tháng 12 năm 1999, Belarus và Nga còn cùng nhau ký một thỏa thuận song phương nhằm phát triển hơn nữa các mối quan hệ chính trị và kinh tế. Thoạt nhìn thì mối quan hệ của hai bên xem ra cũng thân thiết phết, phải không nào? Thế nhưng chị em sơi cây cà lem của chị. Nga và Belarus thực ra thì luôn trong trạng thái bằng mặt mà không bằng lòng. Cho những ai chưa biết thì quốc gia này còn có tên gọi cũ là Belorussia, dịch ra là Bạch Nga hay là Nga Trắng. Và tới giờ cái tên đó vẫn còn được sử dụng trong hoàn cảnh liên quan đến lịch sử. Dẫu vậy, một bộ phận dân cư người Belarus thường cảm thấy bị xúc phạm khi thấy ai đó sử dụng cái tên Bạch Nga để mà gọi người Belarus, vì theo họ nó gợi nên những hồi ức về thời gian bị Nga hóa. Ngày nay, các ngôn ngữ chính thức và thường được dùng tại Belarus là tiếng Nga và tiếng Belarus. Thế nhưng tính xương xương, đã có hơn 70% dân số nước này nói tiếng Nga, trong khi quốc ngữ của họ là tiếng Belarus thì lại chỉ có 30% dân số còn lại sử dụng. Theo đánh giá của UNESCO, tiếng Belarus được coi là tiếng nói dễ tổn thương nhất trái đất. Thậm chí là trong tương lai, ngôn ngữ này có thể sẽ biến mất hoàn toàn, khi mà ngày càng có ít người Belarus sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cứ thử tưởng tượng việc đang sống ở Việt Nam mà cứ 10 người thì có đến 7 người nói tiếng Trung Quốc xem, lại bảo là không cay đi. Ở một diễn biến khác, thành phố Men, thủ đô chính của Belarus, và cũng kiêm luôn vị trí trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của quốc gia này. Thế nhưng nếu chỉ đơn thuần nhìn vào sự phát triển của Men ở thời điểm hiện tại, thì chắc chắn là bạn không biết được rằng Men đã từng bị phá hủy tan khốc đến mức nào trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ban đầu chính phủ cũng có dự định xây dựng lại thành phố ở vị trí khác, cách địa điểm đã bị phá hủy khoảng 30 km. Tuy nhiên ý kiến này đã bị bác bỏ vì họ muốn noi theo thủ đô Graz của Ba Lan. Và thế là thủ đô ngày nay được dựng lại trên đống tro tàn từ Thế chiến thứ hai và ngày càng phát triển thịnh vượng cho tới hôm nay. Mặc dù được gọi với danh xưng là trung tâm của đất nước, nhưng một thủ đô Men rất là khác với thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Bởi lẽ tại đây rất ít xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và các phương tiện công cộng thì luôn luôn đến đúng giờ, đều như vắt chanh đưa đón các hành khách của mình. Men cũng có rất ít câu lạc bộ và quán bar. Buổi đêm tại đây yên tĩnh đến mức bạn sẽ tưởng rằng mình đang lạc vào một vùng nông thôn nào đó, chứ không phải thủ đô của cả một quốc gia. Các dân chơi không sợ mưa rơi có thể là sẽ không vui chút nào trước sự nhạt nhẽo của thủ đô nước này. Thế nhưng bù lại, nơi đây lại được công nhận là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới. Ngay cả đất nước Belarus cũng lọt top những quốc gia an toàn nhất thế giới vì thành tích rất là hiếm khi xuất hiện tội phạm.
Ngày nay, mặc dù là một quốc gia hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế tạo, tuy nhiên Belarus lại là vùng đất trồng mơ của toàn bộ những lập trình viên trên khắp thế giới. Lý do rất là đơn giản, bởi nơi đây có chính sách trả lương cho các lập trình viên thuộc top cao nhất thế giới, chưa kể đến khoản phụ cấp họ nhận được mỗi tháng. Đất nước này còn được gọi với cái tên là thung lũng Silicon của Đông Âu. Vào khoảng 10 năm trước, khu công nghệ cao đã ra đời tại đất nước này và hiện đang có khoảng 170 công ty và 27.000 chuyên gia công nghệ thông tin đang làm việc tại đây. Dân số Belarus tính đến thời điểm hiện tại chỉ là 94 triệu, chỉ bằng 1/10 so với Việt Nam và xếp thứ 94 trên toàn thế giới. Theo đó, mật độ dân số tại đây khá là thấp, chỉ khoảng 47 người trên 1 km2. Chúng ta thì vẫn nói, ăn thì nhiều, chứ ở thì hết bao nhiêu, phải không nào? Thế nhưng đối với người dân nước này, và cụ thể là những cô gái, thứ mà họ lo ngại chưa giờ là thức ăn hay chỗ ở, mà chính là việc làm sao tìm được cho mình một tấm chồng ưng ý. Lý do là bởi đất nước này đang ngày càng mất cân bằng về giới tính, với khoảng cách giữa số bé trai và bé gái sinh ra bị chênh lệch vô cùng rõ rệt. Trong khi ở Việt Nam chúng ta, hầu như gia đình nào cũng cố tòi ra cho khi được một thằng cu để mà nối dõi tông đường, đẩy mức chênh lệch lên đến 115 bé trai ra đời mới có 100 bé gái. Thì tại Belarus, tỷ lệ bé trai và bé gái lại chỉ có 87 trên 100 mà thôi. Cũng có nghĩa là cứ 100 bé gái oe oe cất tiếng khóc chào đời thì sẽ có tới 13 cháu khi lớn lên không biết tìm đâu ra chồng mà lấy. Càng nói lại càng đáng tiếc anh em ạ. Bởi lẽ con gái tại đây còn được mệnh danh là những mỹ nhân top đầu của châu Âu. Các em ý đa phần đều sở hữu làn da trắng trẻo cùng với thân hình nóng bỏng siêu cực phẩm. Thậm chí phụ nữ nơi đây còn được coi là tài nguyên chiến lược của đất nước. Nói không ngoa, chơi Việt Nam thì 1m2 8 ông kẻ cắp. Còn ở Belarus, nếu bạn đủ đẹp trai thì ngay trong cự ly 1m2 bạn đang đứng thôi thì sẽ có cả tà gái xinh bu quanh. Theo đó, những người Belarus hiện nay thuộc dòng dõi tốt của người Slav cổ đại, nên ai cũng có nét đẹp riêng. Mặt to trong veo, sống mũi thì cao, cằm nhọn, hốc mắt trũng sâu, gò má nổi rõ, khiến tổng thể gương mặt nổi bật và có chiều sâu. Cộng thêm khí hậu châu Âu, mang tới cho những cô nàng này làn da trắng và vóc dáng cao ráo. Họ cũng là những con người thông minh và có học thức rất là cao. Nhiều cô gái còn nắm giữ vị trí quan trọng trong tòa án, chính phủ và cả hội đồng của đất nước. Nhìn chung, nếu chỉ được nhận xét về họ bằng một câu, thì đó chính là tài sắc vẹn toàn. Khổ nỗi cung thì nhiều, lại rõ là chất lượng như vậy, mà cầu thì chỉ có hạn. Thế nên theo năm tháng, số lượng gái ế ở Belarus cứ ngày một nhiều thêm. Nhiều cô nàng vì đã quá thất vọng vẫn còn nung nấu ý định xuất ngoại để lấy chồng cho dễ nữa. Chứ tỷ lệ chọi để tiến tới hôn nhân quá là cao, khiến họ khó lòng chờ đợi cho được. Nhận thấy tình hình căng lắm rồi, chính phủ nước này quyết định ban hành lệnh cấm. Do lo sợ những chân dài chiến lược của quốc gia sẽ chạy hết ra nước ngoài, làm thất thoát dân số. Chưa kể là người Belarus cũng rất tự hào về dòng máu Slav thân khiết của họ. Nên nếu quá nhiều cô gái lấy chồng ngoại quốc sẽ dẫn đến tình trạng do rỉ huyết thống ra nước ngoài mất. Họ tin rằng việc mất đi một số lượng lớn phụ nữ xuất sắc ra nước ngoài sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng dân số của đất nước. Vì vậy, quyết định của đất nước là sẽ kiểm soát trực tiếp và hoàn toàn việc người đẹp ra nước ngoài để chống lây. Bất kỳ cô gái Belarus nào cũng muốn ra nước ngoài đều phải có sự đồng ý trước. Chính vì vậy, Belarus đã trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới không cho phép phụ nữ lấy chồng bên ngoài. Còn nếu vẫn khăng khăng muốn lấy một cô gái Belarus, thì bạn sẽ phải buộc từ bỏ quốc tịch và nhập tịch Belarus. Nghe đến đây thì thôi, tôi xin phép về nhà với vợ đẹp con khôn, nhường hết 3 bích cho 500 anh em. Và video này đến đây thì cũng lại kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Taga Channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.